Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hiện đang là hai ngôi sao hàng đầu màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, đặc biệt sau màn trở lại thành công với Giữ Phượng Hành. Với hai lần thành đôi trên màn ảnh, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đều tạo nên hiệu ứng bùng nổ. Cách đây không lâu, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã hợp tác lần hai trong bộ phim cổ trang Giữ Phượng Hành. 7 năm sau Sở Kiều Truyện, khán giả lần nữa thấy cặp đôi hội ngộ với một câu chuyện có phần ngọt hơn, cái kết hạnh phúc hơn. Màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân gây sốt màn ảnh suốt thời gian dài và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sự tương tác trong và ngoài màn ảnh giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến công chúng không ngừng quấn loạn, ra sức đẩy thuyền hai người thành một đôi. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, có người hâm mộ đăng tải video chia sẻ việc mình đi du lịch tại núi Hoa Sơn và đã làm ổ khóa tình yêu cho Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh. Trên ổ khóa, cô gái này còn tận tâm khắc tên hai người kèm dòng chữ trăm năm hòa hợp. Việc người hâm mộ gắn ghép thần tượng mình yêu thích là điều khá bình thường trong giới giải trí. Sẽ không có gì đáng bàn luận nếu Lâm Canh Tân không đích thân vào xem và để lại bình luận khá hài hước. Ơ kìa, bạn gái này. Có thể thấy bản thân chính chủ cũng phải bất lực trước sự hâm mộ có phần quá đà của fan sau khi xem xong phim. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân lần đầu tiên hợp tác chung trong bộ phim cổ trang Sở Kiều Truyện phát sóng năm 2017. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng phim vẫn được đánh giá là một trong những dự án ăn khách của màn ảnh Hoa ngữ suốt một thập kỷ. Số lượt xem tính đến hiện tại đã đạt hơn 50 tỷ view. Sau 7 năm trôi qua, cả hai có dịp hợp tác lần hai trong Giữ Phượng Hành, được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Ngay trong ngày đầu chiếu đã lập kỷ lục, trở thành bộ phim phá mốc nhiệt 28.000 điểm nhanh nhất trên nền tảng Tencent, hiệu quả chiếu đầy khả quan. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh tuy khá ăn ý trong diễn xuất, nhưng khả năng thành đôi gần như bằng không. Bởi Triệu Lệ Dĩnh sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, nữ diễn viên không có ý định tái hôn và chỉ dành thời gian cho con trai nhỏ cùng sự nghiệp diễn xuất. Về phía Lâm Canh Tân được mệnh danh là Mỹ Nam đào hoa của showbiz, khán giả đã không còn xa lạ với tình trường dài đằng đẵng của Lâm Canh Tân. Mới đây, blogger bất ngờ chia sẻ hình ảnh được cho là của Lâm Canh Tân với bạn gái Sử Nhuế Y. Kèm theo đó là bài viết ám chỉ việc cặp đôi hẹn hò trong quá trình quảng bá phim Giữ Phượng Hành. Bắt gặp Lâm Canh Tân và bạn gái Sử Nhuế Y cùng đi ra ngoài, luôn hâm nóng tình cảm với bạn gái nhưng không ảnh hưởng tới công việc của anh với Triệu Lệ Dĩnh. Việc hợp tác quảng bá Giữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân quả là cân bằng công việc và cuộc sống, người này viết. Bài đăng lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng trên Weibo với hàng nghìn lượt người bình luận. Lâm Canh Tân và Sử Y Nhuế từng nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò từ cuối năm 2019. Lần gần nhất cả hai xuất hiện cùng nhau là khoảng tháng 10 năm 2023. Do đó, bài đăng khiến fan thắc mắc vì không tiết lộ chính xác thời gian chụp hình. Sử Y Nhuế sinh năm 1999, kém Lâm Canh Tân 11 tuổi. Cô từng tham gia chương trình Sáng Tạo Doanh 2020 nhưng không giành được suất ra mắt. Ngoài ra, cô còn có danh hiệu Hoa khôi trường nghệ thuật Nam Kinh và tham gia vai nhỏ trong một số phim truyền hình.